Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Living in the Netherlands, cô gái Hà Lan của mình. Mình là Uyên, mình đang sinh sống và làm việc ở Hà Lan. Từ đầu năm tới giờ các bạn là ngày đầu năm mới, từ ngày 1 cho đến bây giờ là mình đi làm sắp mặt luôn. Cho nên là mình không có cái thời gian để mà mình quay clip để gửi tặng đến tất cả các bạn. Cho nên hôm nay như một ngày nghỉ của mình thì mình tranh thủ mình quay clip này để gửi tặng tới các bạn, nhất là những bạn nào đang chờ đợi cái series giải đáp chuyện học nghề MBO ở Hà Lan của mình. Như vậy là đã qua ngày đầu năm mới rồi ha mấy bạn. Một năm trôi qua cũng thật là nhanh, nhất là một năm đầy biến cố như là năm 2020. Thì nhân dịp đầu năm mình cũng xin chúc tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe. Bên cạnh đó mình cũng chúc tất cả các bạn là có thể thực hiện được tất cả những cái dự định mà các bạn đã đặt ra cho năm 2021 này. Và bây giờ mình xin bắt đầu vlog của mình với câu hỏi là học nghề nên bắt đầu học nghề từ level mấy. Thì như các bạn đã theo dõi vlog của mình thì các bạn cũng biết đó là học nghề MBO sẽ bao gồm 4 level, đó là 1, 2, 3, 4. Thì cho những bạn đang không biết là mình nên bắt đầu học nghề từ level nào á, thì mình sẽ giải đáp cho tất cả các bạn học nghề về cái 4 level này. Để dành cho những bạn nào mà còn đang gọi là lưỡng lự, không biết là nên học vào level nào để cho thích hợp với trình độ của mình. Thì level 1 á, thường là level gọi là entry uplading. Thì cái level này thường là những cái bạn mà học gọi là gì nhỉ, đi qua đây đi vượt biên á các bạn, ở những cái nước chiến tranh á các bạn, thì thường là sẽ có một số người đi vượt biên. Thì cái lớp học này á, cái uplading này á, thì thường là chính phủ hoặc là Kommentar sẽ hỗ trợ cho những cái bạn mà đi vượt biên qua bên đây, để các bạn có cơ hội học nghề và có thể gọi là nhanh chóng hòa nhập với xã hội Hà Lan, cũng như là có thể mở rộng được cái cơ hội việc làm ở Hà Lan này. Cho nên là chính phủ Hà Lan thường là hỗ trợ cho các bạn đó học và bắt đầu từ level 1. Thì nếu mà bạn nào mà học vào level 1 á, thì các bạn có thể là sẽ học chung với những cái bạn này. Học level 1 có khó không ha? Không có khó mấy bạn. Theo như mình thấy á, là những cái bạn xung quanh mình mà học qua level 1 á, thì thường là học 6 tháng là các bạn học xong cái khóa này rồi. Mà hình như là bạn nào học nhanh thì học 6 tháng, còn bạn nào học chậm hơn thì học khoảng 1 năm. Nhưng mà mình thấy đa số tất cả các bạn là đều học 6 tháng là đã hoàn thành xong khóa học. Cực kỳ nhanh và cũng rất là dễ nữa các bạn. Tiếng Hà Lan á, chỉ cần trình độ rất là cơ bản thôi. Tức là nói chung là tiếng Hà Lan cũng chưa có thật sự tốt, thì là các bạn đã có thể học cái uplading này rồi. Và cái uplading này gọi là một cái uplading chung thôi nha các bạn, căn bản chung thôi. Sau khi các bạn học cái uplading này xong á, bạn hoàn thành khóa học rồi, thì các bạn có thể học lên level 2. Và bắt đầu từ level 2 thì các bạn sẽ chọn hướng học. Người thì sẽ học ngành điều dưỡng, y tế. Người thì sẽ học qua kế toán. Người thì sẽ học này học kia đó. Thì cái uplading level 1 này là chung cho tất cả mọi người, chứ nó chưa có chia ngành ra nha mấy bạn. Uống miếng trà đó. Và ngành học MBO á, thì là có rất là nhiều ngành, cho nên là mình cũng không biết các bạn muốn học ngành nào. Mình thì mình chỉ học về hướng điều dưỡng y tế thôi, cho nên mình sẽ chỉ nói về cái hướng này thôi nha. Còn ngành học MBO quá rộng, nên mình những cái level những cái uplading kia thì mình không có ý kiến được, tại vì mình chưa có học qua và mình cũng không có gọi là có kiến thức về những cái uplading đó, cho nên mình cũng không thể nào chia sẻ với tất cả các bạn được. Thì như mình đã nói á, là từ level 2 trở xuống á, tức là level 1, level 2 á, thì trường sẽ không có yêu cầu các bạn thi đầu vào. Tức là các bạn học tiếng Hà Lan ở trình độ nào cũng được hết, là các bạn có thể đăng ký vào học level 1 và level 2 nha. Mình ngày xưa mình đã từng học level 2 ngành Health and the Social Welfare á, cho nên là mình cũng biết được là trình độ ở level 2 như thế nào. Thì thật sự nói với các bạn là cái level 2 này nó cực kỳ dễ luôn. Dễ
tức là nó sẽ khó hơn cái level 1 một chút thôi, chứ nó không có gọi là khó lắm đâu. Cho nên là thầy cô á, gọi là dẫn tay các bạn đi từ đầu cho đến cuối cái uplading luôn. Cho nên các bạn nào mà gọi là tiếng Hà Lan vừa sơ sơ thôi, kiểu như giao tiếp căn bản thôi đó, thì các bạn cũng đã có thể đăng ký học level 2 rồi. Các bạn không cần phải học qua level 1 đâu. Level 1 là dành cho những bạn nào chắc là mới qua Hà Lan 2-3 tháng, chưa có kịp học tiếng Hà Lan luôn á, thì các bạn đã có thể học level 1 rồi ha. Còn đã qua level 2 á, thì các bạn nên có một chút tiếng Hà Lan giao tiếp, thì là các bạn đã có thể đăng ký học level 2 rồi. Nhất là trong cái ngành điều dưỡng này á, thì mình thấy level 2 học cực kỳ dễ các bạn. Các bạn sẽ học những cái gì nè? Học nấu ăn, học giặt quần áo, ủi quần áo, học lau dọn nhà cửa, học chăm sóc sắc đẹp cho khách hàng của mình, rồi học tắm rửa hay thay bỉm này nọ các thứ. Đó là học level 2 rất là dễ. Và những bạn nào mà học nhanh á, chương trình nhanh á, thì học từ 1 cho đến 1 năm rưỡi thôi là các bạn sẽ hoàn thành xong khóa học. Còn thực sự ra khóa học này là 2 năm nha mấy bạn. Rồi sau khi học level 2 rồi thì các bạn có thể học lên level 3 và level 4. Nhưng mà bắt đầu từ level 3 mấy bạn thì một số trường nha, mình không nói tất cả các trường, thì một số trường sẽ là yêu cầu các bạn có bằng B1 hoặc là B2. Có trường á, thì yêu cầu các bạn thi đầu vào môn toán và môn tiếng Hà Lan. Cho nên là trước khi các bạn xin vô học á, thì các bạn liên hệ với trường để xem là bên trường của mình yêu cầu đầu vào như thế nào. Ngoài ra thì là các bạn sẽ có những cái gọi là bảng điểm và bằng cấp mà các bạn đã mang từ Việt Nam qua đó, thì là các bạn đã chuyển đổi qua bằng tiếng Hà Lan rồi, rồi các bạn cũng nộp vô. Rồi bên cạnh đó nữa thì các bạn có thể sẽ phải thi đầu vào của trường, đó là tùy trường ha, mình không có nói được trước được là trường nào sẽ thi đầu vào và trường nào không. Thì học level 3 này có khó hay không? Mình thấy là cũng không khó luôn mấy bạn. Nhất là những cái môn mà học có kiểm tra và thi này nọ đó, thì mình thấy là mình học cũng sơ sơ đơn giản thôi, chứ mình không có thuộc dạng gọi là chăm chỉ lắm, nhưng mà mình thi cũng đậu hết. Cho nên là mình thấy là cũng không có gì khó hết. Nhưng mà bắt đầu từ level 3 này á, thì là cái việc như mình đã nói trước đó, đó là viết báo cáo và thuyết trình đó các bạn, trước lớp về trước đồng nghiệp này nọ thì rất là nhiều. Cho nên là các bạn phải viết rất là nhiều báo cáo. Học nói khó thì không khó mà dễ thì cũng không dễ ha. Khó gọi là thi nè, rồi kiểm tra nè, là hoàn toàn không khó. Mình chắc chắn đảm bảo với các bạn là các bạn mà có học bài một chút thôi là các bạn thi đậu được hết. Mình thấy là những bạn mà học vào level 3 á, mà thường hay rớt á, là rớt ở năm nhất đầu tiên. Tại vì cái năm nhất ở này lúc nào nó cũng là cái năm thử thách hết mấy bạn. Nếu mà bạn đã vượt qua được năm nhất rồi á, thì cái năm 2, năm 3 nó sẽ dễ dàng hơn với các bạn. Còn nếu mà cái năm nhất này mà các bạn mà đã vượt qua không nổi rồi đó, thì là năm 2, năm 3 rất là khó khăn luôn. Cho nên cái năm nhất thường gọi là cái năm sàng lọc học sinh. Thì bạn nào mà cảm thấy là tiếng Hà Lan của mình nó gọi là tự tin rồi thì các bạn cứ đăng ký thẳng học vào level 3, để các bạn bớt được cái bước bớt được cái level 1 với level 2 đi. Tại vì mỗi một lần mà các bạn học từ level thấp lên á, thì các bạn sẽ tốn nhiều thời gian hơn đúng không? Còn nếu mà các bạn học thẳng vào cái level 3 á, thì chỉ có 3 năm thôi. À mình quên nói nữa, mình đã học qua level 3 nhưng mà mình học qua hai trường nha các bạn. Trường thứ nhất á, thì là mình học theo cái chương trình BOL, tức là học full time. Thì mình học chung với các bé 16, 17 tuổi á. Mình học một thời gian, là lúc đó mình đang học cái uplading for so còn EK. Mình học một thời gian thì mình cảm thấy rất là chán. Tại vì mình đã học qua level 2 chung với các bé 16, 17 tuổi rồi, và mình biết như thế nào rồi. Mặc dù mình đã trải qua cái khoảng thời gian đó rồi, nhưng mà khi mình qua học level 3
mình lại học chung với các bé 16, 17 tuổi nữa. Thì các bạn biết đó, cái tuổi này rất là nói sao, rất là khó bảo, khó nghe và cũng rất là drama. Cho nên là khi mình đi học đó, ngày nào mình cũng thấy drama hết. Nói chung là mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Ngoài cái việc học ra mà mình còn thấy cái môi trường học đó, nó không có được gọi là gì nhỉ, không có được positive đó. Cho nên là mình không có muốn học cái BOL nữa. Thì mình mới xin qua mình học BBL, tức là học một ngày và đi làm những ngày lại trong tuần. Thì khi mà mình xin được một cái công ty á, công ty nhận mình vô để mà mình đi làm cho công ty và cũng cử mình đi học á, thì công ty yêu cầu là mình phải học một cái công việc leading, tức là không phải học một ngành mà phải học hai ngành cùng một lúc. Đó là ngành facial cardiac và media work mascapalocasur. Thì khi mà mình học cả hai ngành cùng một lúc với mấy bạn, mình phải học gấp đôi người ta, mình làm bài nhiều hơn người ta, mình thi cũng nhiều hơn người ta, kiểm tra nhiều hơn người ta, nói chung là cái gì cũng gấp đôi người khác hết. Thì cái khoảng thời gian học đó đối với mình nó khá là mệt mỏi. Bài vở thì mình không thấy khó mấy bạn, như mình đã chia sẻ rồi đó, thi cử này nọ mình thi mình đậu được hết. Nhưng mà cái việc mà mình làm bài á gấp đôi người khác á bạn, nó mệt mỏi lắm. Mình học một thời gian mà đến nỗi tới cái năm cuối á, mình cảm thấy là cái motivation của mình á nó rớt dần xuống như thế này. Nhưng mà mình vẫn cố được, tại vì như mình đã nói á, là cái năm đầu là cái năm sàng lọc. Nếu mà các bạn mà không qua được cái năm đầu rồi á, thì những năm sau các bạn cũng không thể nào qua nổi. Tức là cái năm đầu người giống như một lớp, lúc đầu lúc nào cũng đông người hết, lúc nào cũng hai mươi mấy người, 25 người, 26 người. Nhưng mà tới qua cái năm 2 á, lớp còn lại có 10 người, 11 người là cao à mấy bạn. Và qua được tới cái năm 3 là cái năm cuối á, thì chỉ còn lại vài người thôi, đến nỗi mà phải ghép hai cái lớp lại với nhau thì mới đủ một lớp để mà giáo viên dạy nữa đó các bạn. Cho nên mà cái lớp học á, thì không phải là chỉ có người nước ngoài như mình đâu, là có cả người Hà Lan nữa các bạn. Khi mình đã đi học BBL á, là có cả người Hà Lan nữa, và người nước ngoài như mình chắc chỉ có một hai người à, chứ không có nhiều đâu. Cho nên là chính người Hà Lan mà họ học mà họ còn nản, họ phải nghỉ giữa chừng nữa. Cho nên mình thấy là cái ngành học thực ra là nó không khó, nhưng mà tại vì phải quá quá nhiều bài nó khiến cho mình nản và mình phải nghỉ học đó các bạn. Thì như mình chia sẻ là bạn mình nghỉ học trước đây là vì tiếng Hà Lan cũng không gọi là gì, không theo được mọi người đó, là vì tiếng Hà Lan mặc dù đã lấy B2 nhưng mà vẫn không theo được mọi người, cho nên phải nghỉ giữa chừng. Nhưng mà cũng có những người Hà Lan nha các bạn, tức là họ không cần phải B1, B2 gì hết, họ vô học giống như mình nhưng mà họ cũng nghỉ giữa chừng à. Cho nên gọi là đi học ở bên đây á, thực sự ra cái thử thách nhất luôn á là trong cái thời gian học, là người nào gọi là cầm cự đến cuối cùng thì người đó sẽ chiến thắng. Đó, chỉ là như vậy thôi. Các bạn mà thật sự có thật chịu ý chí, quyết tâm đi học và các bạn cầm cự được đến cùng thì chắc chắn bạn nào cũng lấy được bằng. Sẽ không có bạn nào rớt hết, mình đảm bảo với tất cả các bạn. Có rớt hay không là rớt vào ban đầu thôi. Còn khi mà các bạn đã thật nhiều ý chí, các bạn có thể đi cuối được, tới cuối cái ốp lại đen thì bạn nào cũng tốt nghiệp được hết. Sau khi học cái level 3 rồi thì các bạn có thể học lên level 4, đó là ngành Fabric ha. Và sau khi học level 4 xong, bạn nào muốn học cao lên nữa thì các bạn sẽ học HBO, FE hay còn gọi là Public Kinderkrank, nhưng mà ở cái trình độ đại học của các bạn. Thì bạn nào nếu mà có ý chí thì các bạn có thể học lên cao tới HBO FE luôn, hoặc là các bạn nào mà thật sự rất 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 là giỏi rồi đó, các bạn có thể vào thẳng HBO FE các bạn học luôn. Thì mình cũng hy vọng là các bạn có thể vào thẳng học để mà gọi là đỡ tốn được những cái khoảng thời gian nhảy cấp á các bạn. Học liên thông nhảy cấp lên thì mỗi lần nhảy lên là mình lại tốn thêm một năm rưỡi nữa, nó rất là tốn thời gian luôn á.
Còn bạn nào mà thật sự rất là tự tin vào tiếng Hà Lan của mình rồi thì các bạn cứ đăng ký học thẳng vào những cái lớp như là Level 4 hoặc là HVOP nhé. Như mình thì mình đi từ thấp lên cao, mình đi từ Level 2 lên Level 3. Thì chắc là có các bạn sẽ thắc mắc là mình có đi lên Level 4 nữa hay không. Cái điều này thì mình cũng không chắc các bạn. Tại vì công ty của mình á, thì đã sau khi mình tốt nghiệp rồi thì mình có một cái buổi nói chuyện với cái cô manager, thì cái cô đó cô mới hỏi mình là bây giờ dự định của mày là gì, mày có muốn học lên nữa không, hay là mày muốn làm ở đâu, hợp đồng của mày muốn muốn bao nhiêu tiếng này nọ các thứ đó. Thì mình mới nói là thôi giờ tao không học lên nữa, thế tao đang cho tao nghỉ đi, cho tao pause name mà đi, tại vì tao học từ dưới lên á, tao học quá tốn nhiều thời gian rồi. Mình học Level 2 một năm rưỡi rồi, cái mình học mà BOL chung với các bé 16 17 tuổi Level 3 á bạn, mình học được một năm rưỡi thì mình chuyển trường, mình qua học BBL. Tới khi mình chuyển qua học BBL á, thì mình học là theo cái dạng là professional upgrading, nhưng mà tại vì mình có thêm cái mình học cái combi upgrading đó, cho nên là mình phải học thêm 2 năm nữa. Thì các bạn cộng đi một năm rưỡi Level 2, một năm rưỡi BOL, Level 3 là hết 3 năm rồi. Cộng thêm 2 năm mình phải học thêm cái combi upgrading nữa là hết 4 năm. Đâu, 3 năm cộng 2 năm là 5 năm của mình. 5 năm của mình, cho nên là mình cảm thấy là mình hơi ngán học rồi. Và thật sự bây giờ khi mà mình cứ đi làm rồi mình có về nhà rồi mình có thời gian rảnh, mình nghỉ ngơi á mấy bạn, tâm trí đầu óc mình nó cũng thoải mái hơn là ngày xưa khi mà mỗi lần mình đi làm về cái mình lại phải vô bàn mình làm bài, mình viết báo cáo, ngày nào mình cũng làm bài hết, mình chưa có thấy cái ngày nào mình nghỉ luôn á. Cái này ngày nào mà mình nghỉ á, thì là cái ngày đó mình không làm bài thì là ngày hôm sau mình phải làm bù, và cái việc đó nó khiến cho mình bị stress một thời gian rất là nặng. Các bạn xem cái video này các bạn đừng có tiêu cực hóa cái vấn đề học nghề nha, chỉ là cái đó là cái bản thân của mình, thì khi cái motivation của mình nó bị rớt xuống đó, thì mình mới cảm thấy như vậy thôi, chứ còn khi mà mình bắt đầu một cái ngành học nào đó thì lúc nào mình cũng gọi là quyết tâm, gọi là ý chí hừng hực luôn để mà đi học, nhưng mà theo thời gian thì nó rớt 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 xuống. Các bạn đừng có bắt chước mình nha, không có được bắt chước cái tính này của mình nha. Như vậy chắc là mình đã giải đáp được cho các bạn cái câu hỏi là nên học nghề vào level nào, nên bắt đầu học nghề từ level 1 hay là học thẳng vào level 4 luôn. Thì cái này tùy vào các bạn nha, như mình đã nói rồi đó, bạn nào cảm thấy là tiếng Hà Lan của mình chưa tốt lắm thì các bạn có thể học từ level 1, level 2, nhưng mà mình khuyên các bạn là các bạn nên học thẳng vào level 2 luôn, tại vì level 2 rất là dễ các bạn. Thật sự cực kỳ dễ luôn. Và những cái môn như mình thiếu như là tiếng Hà Lan đi chẳng hạn, khi các bạn đi học á, thầy cô sẽ giới thiệu cho các bạn những cái balance là học thêm á các bạn. Bên đây cũng có học thêm. Thì các bạn có thể tham gia những cái khóa học thêm đó để mà cải thiện thêm cái tiếng Hà Lan của mình trong cái quá trình học ha. Rồi những bạn nào tự tin rồi thì có thể đăng ký học từ level 3, level 4 để đỡ tốn thời gian của mình. Chỉ vậy thôi. Và trong video sau thì mình sẽ lại có thêm một cái video giải đáp chuyện học nghề MBO nữa để gửi tới các bạn. Thì mong là các bạn sẽ theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn.